TikToker Harry Nguyễn đang là gương mặt nhận về nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng, đặc biệt là từ sau đám cưới của người chị thân thiết Đặng Thu Hà. Theo đó, nam thần 10X này là gương mặt mới nổi trong làng TikTok. Harry tên khai sinh là Nguyễn Tiến Dũng, là một TikToker trẻ, một gương mặt tân binh của S Channel. Anh chàng 10X này từng là học sinh lớp 12D tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội. Trong những năm học sinh, Harry luôn đạt thành tích học tập tốt và tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa. Trên kênh TikTok Habergery của mình, anh chàng đã thu hút được hơn 820.000 người theo dõi và gần 25 triệu lượt yêu thích. Ngoài TikTok, Nguyễn Tiến Dũng còn hoạt động trên mạng xã hội Facebook, Instagram và YouTube. Thời gian gần đây, khán giả biết đến Harry nhiều hơn với vai trò là em út của S Channel. Anh hiện đang là thành viên nhỏ tuổi nhất của công ty giải trí này. Anh chàng có niềm đam mê với công việc sáng tạo nội dung từ khi mới là một học sinh cấp 3. Nhờ sở hữu ngoại hình đẹp với gương mặt đẹp, nét thư sinh và chiều cao ấn tượng 1m80, anh nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Không chỉ có lợi thế về ngoại hình, Harry còn là một Gen Z với bảng thành tích học tập khủng, có khả năng sử dụng thành thạo nhiều loại ngôn ngữ. Mới đây, tại đám cưới của người chị thân thiết cũng từ S Channel là Đặng Thu Hà, chàng TikToker 10X này dường như chiếm sóng trên mọi mặt trận khi liên tục pha trò và quay các vlog đăng lên các nền tảng mạng xã hội của mình. Mọi nội dung anh đăng tải đều nhận về lượng tương tác khủng. Người dùng mạng xã hội đã để lại nhiều bình luận bên dưới các video của anh chàng, đa số là lời khen ngợi về cách Harry nói chuyện tự nhiên, gần gũi và dễ thương. Được biết, Harry bén duyên với công việc sáng tạo nội dung từ tháng 5 năm 2019. Nguồn cảm hứng sáng tạo nội dung của anh đến từ các video trên YouTube của các anh vlogger và đặc biệt là khi xem các phim ngắn của S Channel. Sở hữu gương mặt thư sinh, điển trai cùng chiều cao ấn tượng 1m80, Harry nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng không chỉ học giỏi nhiều ngôn ngữ mà còn bởi những vlog đời thường thú vị được đầu tư quay chụp chỉnh chu trên kênh YouTube và TikTok cá nhân. Ngoài ra, cách nói chuyện của cậu được cư dân mạng nhận xét là tự nhiên, gần gũi, dễ thương. Trở lại với những ngày đầu làm sáng tạo nội dung. Theo đó, Harry bắt đầu bén duyên với công việc của mình khi vừa 14 tuổi. Cậu đến với công việc sáng tạo nội dung tình cờ và ngẫu hứng bắt nguồn từ một buổi đêm mùa hè hồi tháng 5 2019 khi cậu không ngủ được. Mình đi binge watch một series vlog của một chị vlogger du học sinh Nhật Bản. Nhìn vào những video mà chị ấy làm ra, mình cảm thấy mình thực sự được kết nối và nhận được những giá trị tích cực nên mình cũng muốn lan tỏa điều tương tự tới mọi người. Nhờ những khoảnh khắc mình xem video ở trên YouTube của các anh chị vlogger và cả khi theo dõi S Channel đã truyền cảm hứng và động lực rất nhiều để mình theo đuổi công việc sáng tạo nội dung này, Harry chia sẻ. Xuất sắc vượt qua vòng tuyển chọn và chính thức trở thành một thành viên trong gia đình S Channel, Harry tin rằng S Channel sẽ là bước đệm cho những dự định còn xa hơn nữa của cậu trong tương lai. Cậu muốn bản thân bước ra khỏi vùng an toàn và cải thiện nhiều kỹ năng trong công việc. Cậu mong bản thân sẽ cố gắng hết sức có thể để cải thiện được điều này và mang đến cho mọi người những video chất lượng hơn. Với sự ngưỡng mộ và yêu thích khi theo dõi S Channel được 7 năm, Harry cũng đã phần nào hình dung được môi trường làm việc mà mình sắp được trải nghiệm. Harry tự nhận bản thân là một fan đã thành công chuyển mình thành đồng nghiệp với các thần tượng lâu năm của mình. Cậu cảm thấy tự hào về hành trình mà mình đã trải qua và cũng rất chờ đón những điều tốt đẹp và cả thử thách trong tương lai. Vì từ trước cậu chỉ hoạt động cá nhân, chưa có nhiều cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp như tại S Channel nên Harry cũng có đôi chút bỡ ngỡ. Nhưng hiện tại cậu đang thích nghi dần và học hỏi được nhiều từ mọi người. Luôn tìm tòi và tư duy cái mới nhưng dòng chảy Gen Z, Gen Alpha đến quá nhanh với cơn bão sáng tạo, Harry thủ thỉ. Nếu nói mình hoàn toàn không sợ sẽ bị cũ nhanh và lép vế thì sẽ là nói dối. Nhưng mình cũng phần nào xác định trước được rằng những thứ mà mình may mắn nhận được ở hiện tại có thể sẽ không còn nữa vào sau này. Có thể mình sẽ không còn được yêu thích như bây giờ nữa vì không ai biết trước được tương lai sẽ thế nào. Bản thân mình cũng không biết content creator liệu có phải là nghề mà mình sẽ gắn bó lâu dài hay không. Nhưng không vì thế mà mình dừng cố gắng hoàn thiện và đổi mới bản thân. Cũng như cách làm việc vì người xem ngày càng khó tính và yêu cầu sự chỉnh chu cao hơn trong những sản phẩm sáng tạo mà mình đưa ra. Ngoài ra, mình tin rằng chỉ cần bạn là chính bạn đã là một sự khẳng định chắc nịch về chất riêng của bản thân mình rồi. Mình được sinh ra là một nguyên bản với những nét tính cách và sở thích rất riêng nên mình chỉ cần khai thác vào chính những yếu tố đó là đã đủ rồi.